Wow, câu khó khăn thế. Hả? Bò cả ra tôi. Ui. Cho người đẹp bên kia. Tả lâu quá các bạn. Ấy ấy con to to. Đây đang đớp đớp. Câu được rồi các bạn ạ. Không còn thanh niên đang câu được nhá. Ôi xù. Ô tia lô phi uy. Ô chim ngon ngon ngon. Thanh niên này tiếp câu được các bạn ạ. Ô. Không đúng luật các bạn ạ. Đây, thanh niên này câu được rồi các bạn ạ. Ui, tài sản ra. Ôi. Phong phong đi rồi. Đi mình dùng mua lúa có phá hơi á. Thầy à, nên lúa phá không được phá hơi. Ở đó luôn. Thanh niên này câu được một con cá các bạn ạ. Ô trời. Có tái vàng rồi đấy. Đấy tiếp mang về. Nó câu được đấy. Ôi. Con này 2 cân. Các bạn ơi, mình và thằng em mình câu mất 20 tệ 70.000 mà không được con nào thì đang đi về các bạn nhá, đi vào quán nước mua ít nước uống rồi về nhá. Và xem có cái nước uống thì mua cho. Mua nước đi nhanh nhanh về. Hả? Ở đây không có đâu, mua tạm nước gì. Pin không nhiều. Trả là C2. Đây không nhiều. Đây mà. Trà C2 Trung Quốc 13 tệ rất lẻm phí. Thì bọn mình xin phép kết thúc video ở đây nhá. Chúc các bạn một buổi tối sinh nhật vui vẻ nhá. Thì có các bạn muốn mình làm video gì thì cứ bình luận dưới video nhá, mình sẽ thấy hay mình sẽ làm theo các bạn nhá. Bye bye.